vào xem cái livestream này ngày hôm nay thì Hải Linh sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phương thức để bùng nổ doanh số. Và trong cái livestream đặc biệt này thì các bạn hãy nghe đến cuối cái livestream này để chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về việc kinh doanh online trên Facebook. Các bạn có nhìn rõ không ạ? Mời các bạn vào xem cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ, hãy comment xuống phía dưới, chúng ta sẽ chào nhau một chút nhé. Hôm nay Facebook không hiển thị à? Những bạn đang xem cái livestream này, các bạn hãy comment giúp Hải Linh nhé, hãy comment giúp Hải Linh để mình được nhìn thấy các bạn. Các bạn vào xem livestream chưa ạ? Comment. Không nhìn thấy comment. Trong cái livestream này ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về việc mà chúng ta bán hàng online trên Facebook để đạt được cái doanh số tốt nhất. Và hiện nay thì xin chào Duyền, xin chào bạn Mocha, bây giờ mình nhìn thấy rồi. Xin chào Phạm Thanh Vi, mời các bạn vào xem cái livestream này nhé. Phạm Thanh Vi lần đầu xem livestream này của chị à? Xin chào Mai Thảo. Thì như các bạn đã biết là người người nhà nhà đang kinh doanh online trên Facebook đúng không ạ? Và cái cơ hội của chúng ta bán hàng trên Facebook đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Những bạn vào xem cái livestream này, mời các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Các bạn hãy gia tăng tương tác lên để tốt cho chính nick Facebook của bạn. Rồi, cảm ơn Vân Anh. Các bạn có đồng ý rằng là hiện nay tất cả mọi người đều có xu hướng kinh doanh online đúng không ạ? Các bạn có đồng ý không ạ? Hiện nay tất cả mọi người đều có xu hướng là kinh doanh online. Xin chào chị Nina. Và nhà nhà người người đều có xu hướng kinh doanh online đúng không ạ? Từ người đi làm, từ những người làm công chức nhà nước đúng không ạ? Từ giáo viên, sinh viên. Tất cả mọi người đều có xu hướng là kinh doanh online trên Facebook. Vậy thì cơ hội của chúng ta ở đâu trên Facebook khi mà giúp cho chúng ta bán được hàng? Xin chào Phạm Thanh Vi. Mời các bạn vào xem cái livestream này của Hải Linh. Các bạn hãy comment xuống phía dưới livestream này. Hãy comment xuống phía dưới livestream này nếu mà các bạn lần đầu xem livestream này của Hải Linh nhé. Các bạn hãy comment số 1. Còn những bạn mà đã xem livestream này của Hải Linh rồi, nhiều lần rồi, các bạn có thể comment số 2 để mình được biết đúng không ạ? Các bạn vào xem livestream này, chúng ta hãy gia tăng tương tác. Các bạn hãy comment nhiều lên ạ, hãy chia sẻ. Bởi vì chính việc gia tăng tương tác đó sẽ giúp cho bản thân nick Facebook của các bạn cũng sẽ có cái lượt tương tác tốt hơn. Cảm ơn Thanh Vi. Đúng ạ. Thế thì các bạn có thấy rằng là cái thị trường kinh doanh online trên Facebook đang là một thị trường rất lớn đúng không ạ? Mọi người đều có xu hướng là kinh doanh online trên Facebook. Và chúng ta có thể gì ạ? Chúng ta có thể bán hàng được khắp nơi trên thế giới. Các bạn có đồng ý không ạ? Chúng ta có thể bán hàng được khắp nơi trên thế giới. Xin hỏi là những bạn đang xem livestream ở đây thì các bạn đã kinh doanh online được bao lâu rồi ạ? Các bạn đã kinh doanh online được bao lâu rồi ạ? Các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Các bạn đã kinh doanh online được bao lâu ạ? Chào Mai Thị Diền. Các bạn đã kinh doanh online được bao lâu rồi? Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Hãy comment xuống phía dưới. Các bạn có nghe rõ câu hỏi không ạ? Các bạn đã kinh doanh online được bao lâu ạ? Trong cái livestream này các bạn hãy chịu khó, các bạn hãy tương tác trong cái livestream này giúp Hải Linh ạ. Để mình sẽ gì ạ? Mình sẽ tìm ra cho các bạn trong cái livestream này mình cũng chia sẻ thêm cho các bạn cái cách thức để các bạn tiếp cận khách hàng tốt hơn. Cũng như là việc các bạn nhận định ra và hiểu rõ hơn về cái công thức bán hàng ở trên Facebook.
Được chưa? Xin chào Minh Thúy. Các bạn kinh doanh online được bao lâu ạ? Trong số các bạn đang xem livestream thì các bạn đã kinh doanh được bao nhiêu lâu? Các bạn hãy comment xuống ạ. Vâng, Thanh Vi, em đã kinh doanh được 2 năm rồi. Thế còn các bạn khác thì sao ạ? Các bạn kinh doanh online trên Facebook, các bạn, những bạn nào mà đã kinh doanh, đúng không ạ, 2, 3, 4 năm trở về trước, thì các bạn thấy là cái việc kinh doanh online trên Facebook đó nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Chào Thu Nguyễn. Còn các bạn mà mới kinh doanh trở lại đây thì các bạn chưa hiểu, chưa nhận thấy cái sự thay đổi nhiều của Facebook, đúng không ạ? Và các bạn nghĩ rằng là việc mình mới kinh doanh online lên là mình có khách hàng còn ít là điều đương nhiên. Nhưng sự thật thì nó không hẳn là như vậy. Các bạn hiểu không ạ? Sự thật nó không hẳn là như vậy. Đấy. Thảo Leo Lích à? Ở ngoài miền Bắc và hiện tại thời tiết ở đây thì đang mưa phùn, trời rất là lạnh. Trời rất là lạnh. Ở ngoài miền Bắc trời đang rất là mưa và lạnh. Chị ở Quảng Ninh. Em chào chị Hoàng Thị Quyên. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái livestream này. Các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường. Chia sẻ cái livestream này về tường để các bạn có thể xem lại cái livestream này cũng như là học hỏi những kiến thức vô cùng giá trị trong cái livestream mà mình giúp cho các bạn, để các bạn có thêm nhiều những cái kiến thức các bạn bán hàng online tốt hơn. Thế thì các bạn kinh doanh online, có những bạn kinh doanh 3-4 tháng, đúng không ạ? Có những bạn thì kinh doanh gì ạ? Có những bạn kinh doanh 2-3 năm rồi. Và đặc biệt bạn nào mà kinh doanh 4-5 năm trở về trước thì các bạn thấy rằng là việc kinh doanh online để mà bán được hàng trên Facebook là chúng ta chỉ ạ, chúng ta chỉ cần đăng nhiều các cái sản phẩm của chúng ta lên trên các cái hội nhóm là chúng ta bán được hàng, đúng không ạ? Và khách hàng người ta tự inbox cho chúng ta, khách hàng người ta comment cho chúng ta để mà gì ạ? Để mà hỏi về thông tin về sản phẩm và chúng ta chỉ việc tư vấn. Nhưng mà hiện nay chúng ta bán hàng thì sao? Hiện nay chúng ta bán hàng thì cái công việc bán hàng của chúng ta trở nên khó khăn hơn bởi chính Facebook gì ạ? Khép chặt cái sự, tức là khép chặt cái việc bán hàng của chúng ta. Và bằng cái cách là gì ạ? Là thông qua cái lượt tương tác ở trên Facebook. Thế thì trước khi đi vào cụ thể cái nội dung chính trong ngày hôm nay thì mình sẽ phân tích cho các bạn hiểu là việc bán hàng online trên Facebook thì chúng ta thấy ạ, có vô cùng nhiều những yếu tố là rất là thuận lợi. Các bạn có thấy không ạ? Rất là nhiều những yếu tố vô cùng thuận lợi. Từ cái việc là chúng ta không phải mất tiền để thuê mặt bằng, cửa hàng, cửa hiệu, đúng không ạ? Chúng ta không phải mất nhiều tiền về việc thuê mặt bằng, cửa hàng, cửa hiệu. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta không phải mất nhiều về chi phí quảng cáo. Và cái thị trường online thì vô cùng rộng lớn. Các bạn có thể bán hàng online trên toàn quốc và thậm chí là trên toàn thế giới, đúng không ạ? Tức là khách hàng của các bạn ở khắp mọi nơi. Nhưng vấn đề ở chỗ là làm thế nào để tiếp cận được những nguồn khách hàng này. Có bao nhiêu bạn trong số các bạn đang xem cái livestream này, các bạn quan tâm về cái câu hỏi đó, làm thế nào để tiếp cận được khách hàng? Các bạn comment, hãy các bạn hãy comment xuống phía dưới cái livestream này là các bạn có thực sự quan tâm cái câu hỏi này không, các bạn có muốn biết cái câu trả lời này không ạ? Các bạn có muốn biết câu trả lời này không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới cho Hải Ninh để Hải Ninh được biết rồi. Xin chào Vương Dung, xin chào Tâm Tâm. Các bạn xem cái livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về tường và chia sẻ vào một hội nhóm là các bạn đã có cơ hội nhận một ebook về tuyệt chiêu bán hàng online. Và mình rất là mong sau khi kết thúc livestream này mình sẽ gửi tặng các bạn cái cuốn ebook hết sức là tuyệt vời này để hỗ trợ cho các bạn bán hàng online hiệu quả hơn. Mời các bạn hãy comment cái câu trả lời các bạn. Các bạn có muốn tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng không ạ? Cảm ơn Thu Nguyễn. Xin chào Kiệt Nguyễn. Cảm ơn Thảo Ly. Đấy, vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta tiếp cận được khách hàng tiềm năng, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là gì ạ? Khi mà chúng ta bán hàng online ở trên Facebook ấy, thì chúng ta mới chỉ ban đầu là chúng ta tập trung vào gì ạ? Chúng ta tập trung vào khách hàng. Chúng ta tập trung vào khách hàng, chúng ta tập trung vào việc bán hàng, đúng không ạ? Chúng ta tập trung vào việc bán hàng và chúng ta tập trung vào cái sản phẩm để giới thiệu sản phẩm đó cho khách hàng. Có phải không ạ? Đấy.
Rồi cảm ơn các bạn đã comment. Kiều Nguyễn ơi, tí nữa inbox cho trợ lý của chị nhá. Em có thể inbox vào trong nhóm hỗ trợ. Vậy thì chúng ta biết rằng là gì ạ? Quan điểm của chúng ta là gì ạ? Quan điểm của chúng ta rằng là chúng ta muốn giới thiệu cái sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Giới thiệu rằng là cái sản phẩm này tôi đang bán đây, tôi đã từng trải nghiệm rồi và tôi đã có những cái kết quả rất là tuyệt vời từ những cái trải nghiệm về sản phẩm đó. Và tôi rất mong muốn là giới thiệu cái sản phẩm này tới mọi người để mọi người biết và mọi người mua cái sản phẩm mà tôi đang cung cấp. Có đúng không ạ? Và hầu hết thì mọi người đang làm cái việc này. Hầu hết tất cả những bạn bán hàng online đều đang làm cái việc này. Kể cả những bạn mới và kể cả những bạn bán hàng online đã bán vài ba năm rồi, đúng không ạ? Tức là các bạn cứ bán hàng, cứ đăng bài bán hàng. Và có những bạn bán hàng lâu rồi, các bạn nhận ra rằng là việc mình đăng bài bán hàng dần dần bị giảm đi, đúng không ạ? Tức là dần dần mình đang bán hàng chậm lại. Nhưng các bạn lại cũng không tìm hiểu rõ được cái nguyên nhân sâu xa là từ đâu, đúng không ạ? Còn những bạn mới bán hàng thì các bạn lại nghĩ rằng là mình mới bán hàng nên là mình chưa có nhiều khách hàng là điều đương nhiên. Nhưng mà chung quy lại là gì ạ? Là vấn đề về tiếp cận khách hàng. Các bạn hiểu ạ? Và vấn đề ở chỗ là Facebook có cho các bạn tiếp cận được nhiều lượng khách hàng hay không? Nó lại phụ thuộc vào Facebook nữa. Thì các bạn đều gì ạ? Đều là những người bán hàng online. Và chúng ta đều là những người mong muốn cái sản phẩm của mình tiếp cận được gì ạ? Tiếp cận được càng nhiều khách hàng càng tốt. Giống như chúng ta đem cái sản phẩm của chúng ta ra gì ạ? Ra chợ trung tâm để chúng ta có thể quảng bá được cái sản phẩm, để nhiều người nhìn đến sản phẩm của chúng ta và cơ hội bán hàng của chúng ta sẽ cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn có bị gì ạ? Có cảm thấy là cái Facebook của mình khi mình đăng bài là cái lượng tiếp cận khách hàng đang rất là ít, đang rất là ít không ạ? Những bạn nào bạn đang tiếp cận khách hàng rất là ít thì các bạn hãy comment xuống bên dưới đi ạ. Hãy comment xuống bên dưới để mình xem là bao nhiêu bạn trong số các bạn đang bán hàng online mà các bạn tiếp cận khách hàng gì ạ? Chưa đạt hiệu quả. Các bạn hãy comment xuống dưới đi ạ. Xin chào Phạm Oanh, xin chào Phạm Vân. Cảm ơn Phạm Vân nhé. Các bạn chỉ cần comment là được thôi, không cần phải like hay thả tim đâu, để tránh bị giật đường truyền. Đúng ạ, xin chào Thảo Lít. Tức là các bạn đang bị vướng ở chỗ là chúng ta chưa tiếp cận được nguồn khách hàng hiệu quả, đúng ạ? Các bạn hãy nhớ một câu trở đi ạ. Hãy nhớ một câu ạ. Những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Các bạn đang gặp những cái vấn đề những cái vấn đề để tiếp cận khách hàng, đúng ạ? Các bạn đang gặp những cái khó khăn gì, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Có phải là bạn đang đăng bài mà ít người quan tâm không ạ? Có phải là bạn đăng bài mà cái lượng like và lượng comment không gì ạ? Không đạt được, không đạt được như bạn mong muốn không ạ? Đấy. Các bạn hãy comment xuống phía dưới, các bạn phải nói hết ra những cái vướng mắc của mình, những cái vấn đề của mình để mà gì ạ? Để mà sẽ có thể nhận được những cái câu trả lời hoặc là cái sự hỗ trợ tốt nhất. Các bạn phải nói ra, đúng không ạ? Phải nói ra để xem là chúng ta đang gặp cái vấn đề ở đâu. Xem là Facebook nó đang gì ạ? Nó đang khép chặt cái tương tác như thế nào. Đấy. Và tại sao cái sự giảm hiển thị của Facebook nó lại là như thế, đúng không ạ? Đấy. Thế thì các bạn có biết rằng là cái quan điểm về của người bán hàng online, và tất cả những người bán hàng online đều có cái quan điểm là chúng ta cứ đăng bài để bán hàng, và chúng ta sẽ đăng bài càng nhiều càng tốt để tiếp cận được nhiều khách hàng. Nhưng mà cái quan điểm đó nó sẽ không đúng gì ạ? Nó không đúng ở trên Facebook, trên cái thế giới mà chúng ta gì ạ? Chúng ta đang gọi là một cái thị trường online trên Facebook. Nó sẽ đúng với thị trường offline, đúng không ạ? Tức là chúng ta có thể mở rộng chi nhánh, mở rộng cửa hàng để chúng ta tiếp cận được khách hàng. Nhưng ở trên Facebook thì không hề như thế, đúng không ạ? Các bạn đã bao giờ nghe cái livestream của anh Ninh nói về thuật toán Facebook chưa? Các bạn nào đang xem cái livestream này, các bạn đã nghe cái livestream nào của anh Ninh nói về thuật toán Facebook chưa? Các bạn hãy comment xuống bên dưới ạ. Bạn nào đã nghe cái livestream mà nói về thuật toán Facebook rồi thì các bạn hãy comment là đã nghe. Còn bạn nào mà chưa nghe cái livestream về thuật toán của Facebook thì các bạn hãy comment xuống phía dưới là chưa được nghe, để cho mình biết xem là bao nhiêu bạn đang xem cái livestream ở đây, các bạn đã có những cái hiểu biết như thế nào về Facebook, để mình sẽ phân tích cho các bạn. Đó. Những bạn đang xem livestream ở đây sẽ có những quyền lợi riêng.
cái nội dung comment rất là hay. Tại sao em lại đông lượt view mà lại không ra đơn? Cái không ra đơn ở đây nó còn rất nhiều cái yếu tố. Có thể là Facebook của em nó chưa được chuẩn hóa. Đấy, có thể là chưa được chuẩn hóa. Chị chưa xem Facebook của em, nếu mà tí nữa cần hỗ trợ thì em hãy inbox vào Facebook cho chị để chị hỗ trợ em thêm. Tức là gì ạ? Nhiều khi người ta vào xem nhưng mà người ta nhìn cái Facebook của mình chưa gì ạ? Chưa đảm bảo độ tin tưởng. Người ta vào xem xong người ta lại đi ra. Đấy, tức là Facebook của mình không có một cái gì để níu giữ người ta lại. Không có cái giá trị gì để giúp cho người ta gì ạ? Người ta ở lại với mình lâu hơn, đúng không ạ? Hoặc thậm chí là mình cũng không hề có một cái sự gì ạ? Có một cái sự tương tác đối với khách hàng. Ngược lại thì làm sao mà khách hàng ở lại và mua sản phẩm của mình, đúng không ạ? Đấy, đấy là một, chỉ là một cái yếu tố nhỏ thôi. Mình sẽ phân tích những cái yếu tố thật là chi tiết hơn nữa. Các bạn phải comment cái vấn đề của bạn đang gặp phải là gì, đúng không ạ? Có thể là em nhiều lượt like nhưng mà chẳng ai comment, hoặc ngược lại, đúng không ạ? Em có nhiều comment nhưng mà chưa ai mua hàng, vân vân. Thì các bạn phải chia sẻ cái vấn đề của các bạn ở đây là gì để mình giúp đỡ và hỗ trợ cho các bạn, được chưa? Thế câu hỏi vừa rồi có bạn nào trả lời chưa ạ? Mời các bạn hãy comment xuống bên dưới nhé. Nào, thế bây giờ mình hỏi các bạn một câu hỏi này. Rồi ok Thảo Ly, em cứ nghe hết cái livestream này của chị, đúng không ạ? Những bạn nào mà xem cái livestream này của Hải Linh lần đầu có thể theo dõi nick Facebook của Hải Linh để các bạn có thể xem được nhiều các cái livestream giá trị hơn, để các bạn hiểu rõ hơn về cái cách thức bán hàng online trên Facebook. Nhiều khi chúng ta cứ mải miết chúng ta đăng bài bán hàng nhưng chúng ta không biết là thế giới ngoài kia đang diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Các bạn có biết rằng là việc mà các bạn đăng bài bán hàng trên Facebook, đúng không ạ? Các bạn cứ đăng bài bán hàng càng nhiều thì cái lượng bán hàng các bạn càng thấp. Nó sẽ có những cái lý do của nó, và đặc biệt là trên Facebook là đúng là như vậy. Nó không hề giống như việc mà chúng ta bán hàng offline ngoài thị trường. Chúng ta mở nhiều cửa hàng, cửa hiệu là chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng. Nhưng ở trên Facebook thì lại hoàn toàn khác. Nếu bạn cứ đăng bài bán hàng càng nhiều thì cái gì ạ? Cái lượng tương tác, đúng không ạ? Và cái gì ạ? Cái lượt hiển thị của bài đăng của bạn đến khách hàng ngày càng thấp đi. Nó vô cùng là ngược, đúng không ạ? Và các bạn có biết tại sao không ạ? Bao nhiêu bạn đang xem cái livestream này, các bạn muốn Hải Linh lý giải cho những cái yếu tố mà mình vừa chia sẻ cho các bạn để các bạn biết được không ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ, hãy comment xuống phía dưới. Các bạn có muốn biết lý do không ạ? Các bạn có hiểu ạ? Các bạn có muốn biết lý do, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn hãy comment xuống phía dưới, các bạn có muốn biết lý do không ạ? Và trong cái livestream này mình sẽ bật mí cho các bạn một bí mật. Một bí mật để mà bạn bán được nhiều hàng hơn. Một bí mật để bạn bán được nhiều hàng hơn. Được chưa ạ? Các bạn có muốn biết không ạ? Xin chào tất cả các bạn đang xem cái live stream ở đây. Chào các bạn vừa mới vào xem live stream nhé. Các bạn có muốn biết thực sự bí mật để bán được nhiều hàng không ạ? Trong gọi là trong các chuyến thuật, trong các cái gì ạ? Tuyệt chiêu để bán được nhiều hàng thì có rất là nhiều cái tuyệt chiêu. Và mỗi một chủ đề thì sẽ có những cái tuyệt chiêu riêng. Đấy. Và trong cái live stream này mình cũng sẽ bí gọi là bật mí cho các bạn một số tuyệt chiêu, đúng không ạ? Các bạn có muốn biết không? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Các bạn phải comment nhanh lên, bởi vì là gì ạ? Các bạn muốn một cái live stream mà diễn ra nó có cái giá trị và chất lượng thì bản thân các bạn cũng phải gì ạ? Phải tương tác nhiều lên, để khi mà các bạn tương tác nhiều thì mình sẽ thấy là gì ạ? Các bạn thực sự là muốn biết, các bạn thực sự là hào hứng muốn nghe cái nội dung livestream giá trị này, đúng không ạ? Các bạn nghe thì các bạn sẽ được học hỏi rất nhiều những kiến thức giá trị. Vậy thì tội gì chúng ta không nghe, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta nghe và chúng ta được học như này hoàn toàn miễn phí. Các bạn hiểu không ạ? Có rất nhiều khóa học ở ngoài kia trị giá 3 triệu hay 5 triệu và thậm chí là 10 triệu về những khóa học kinh doanh online. Nhưng mà thực sự là các bạn, và có thể là các bạn đăng ký tham gia học, nhưng mà những cái nội dung đó khi các bạn quay trở lại và các bạn áp dụng trên cái Facebook của các bạn thì thực sự là nó vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. Vậy thì trong những cái live stream như thế này, tại sao các bạn lại không gì ạ? Không tận dụng để mà chúng ta học hỏi được những kiến thức có giá trị mà lại hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Hoàn toàn miễn phí, đúng không ạ? Đấy, thế thì các bạn nên nhớ rằng ạ,
nhớ rằng là gì ạ? Việc mà mình muốn bán được nhiều hàng thì hai yếu tố cơ bản nhất, bạn chỉ cần nhớ hai yếu tố cơ bản thôi. Yếu tố thứ nhất là chúng ta phải tiếp cận được càng nhiều khách hàng càng tốt. Các bạn hiểu ạ? Chúng ta phải tiếp cận được nhiều khách hàng, càng nhiều khách hàng thì cơ hội bán hàng của chúng ta càng cao. Đúng không ạ? Tiếp cận được nhiều khách hàng thì cơ hội bán hàng càng cao. Các bạn hãy comment ngay cái nội dung đầu tiên và quan trọng này xuống phía dưới cái livestream này để các bạn khắc sâu vào trong cái trí nhớ của các bạn về cái nội dung này. Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Các bạn đang tham gia cái buổi livestream này là các bạn đang học những kiến thức có giá trị. Và việc các bạn hãy comment cái nội dung giá trị này xuống phía dưới là giúp cho các bạn nhớ hơn, đúng không ạ? Nhớ hơn và các bạn sẽ biết cách, đúng không ạ? Biết cách làm thế nào thông qua cái livestream này mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nội dung thứ nhất là tiếp cận với càng nhiều khách hàng càng tốt. Được chưa ạ? Tiếp cận với càng nhiều khách hàng càng tốt. Các bạn hãy comment cái nội dung này xuống phía dưới nhé. Chào Thị Tiên. Các bạn hãy comment cái nội dung này xuống phía dưới ạ. Tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Và sau khi các bạn comment xong thì mình sẽ, trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách để tiếp cận được khách hàng. Và đặc biệt là chúng ta phải tiếp cận với khách hàng tiềm năng. Các bạn nhớ nhá, chứ còn tiếp cận với khách hàng, với những khách hàng mà không phải là khách hàng tiềm năng thì chúng ta, cái cơ hội bán hàng của chúng ta cũng vẫn sẽ không đạt hiệu quả cao. Sau khi các bạn comment xong cái nội dung thứ nhất, đó chính là tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt, xong thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tiếp. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment nội dung xuống phía dưới nhá, để chúng ta cùng nhau giúp cho các những bạn vào sau để các bạn hiểu được rõ các nội dung livestream này. Cảm ơn Thị Tiên. Các bạn khác hay sao ạ? Các bạn hãy comment nhanh cái nội dung xuống phía dưới nhé. Tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Được chưa? Trong một số các cái tính năng của Facebook thì mình có thể gì ạ? Mình có thể voi và ra cái nội dung mà mình muốn viết. Thì các bạn chỉ cần voi, các bạn chỉ cần nói lại và các bạn nhấn vào cái mic, các bạn nói lại và các bạn sẽ thấy nội dung nó hiện ra và các bạn gửi thôi, đúng không ạ? Không nhất thiết phải chúng ta phải bấm điện thoại. Mà nhất là trời lạnh này thì bấm điện thoại hơi ngại. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống nội dung thứ nhất nhá. Tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Được chưa ạ? Hãy comment xuống đi, hãy comment nhanh xuống để mình chia sẻ cái cách thức làm như thế nào. Các bạn hãy comment nhanh xuống phía dưới nhá, để mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách thức làm như thế nào. Mọi người có nghe được livestream này không? Hay là tốc độ mạng hơi chậm đúng không? Tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt. Các bạn comment xuống phía dưới nào. Tiếp cận càng nhiều khách hàng càng tốt ạ. Được chưa? Các bạn có ghi kịp không ạ? Cái nội dung thứ hai vô cùng quan trọng tiếp theo, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá. Nội dung thứ hai là muốn có nhiều đơn hàng thì phải nói chuyện với nhiều người. Các bạn nhớ ấy. Muốn có nhiều đơn hàng thì phải nói chuyện với nhiều người. Được chưa ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới ạ. Muốn có nhiều đơn hàng thì phải nói chuyện với nhiều người. Các bạn hãy comment xuống đi ạ. Muốn có nhiều đơn hàng thì phải nói chuyện với nhiều người. Đúng không ạ? Thế thì vấn đề nằm ở chỗ là gì ạ? Là chúng ta phải nói chuyện với nhiều người. Chúng ta phải tiếp cận được nhiều khách hàng rồi, những khách hàng đó là khách hàng tiềm năng rồi, thì chúng ta phải nói chuyện với nhiều người. Thế thì trong số các bạn đang xem cái livestream đấy, các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm gì để mình có thể chia sẻ thêm cho các bạn. Để các bạn biết cách tiếp cận khách hàng.
hãy comment xuống phía dưới nhé. Xem các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì ạ. Cảm ơn Tiên. Các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì? Mỹ phẩm. Ngoài mỹ phẩm ra còn sản phẩm nào khác nữa ạ? Các bạn nên nhớ rằng là gì ạ? Bản thân chúng ta đi mua hàng, đúng không ạ? Chúng ta gì ạ? Sẽ thấy rằng là một người bán hàng, và đặc biệt là bán hàng ở ngoài chợ, thì việc mà họ bán được nhiều hàng hơn một phần trong số đó cũng là gì ạ? Là tốt mời. Các bạn có hiểu ý câu này không ạ? Tốt mời. Tức là bình thường chúng ta đi qua cái cửa, đi qua cái người bán đó, là nếu người bán đó không bảo gì thì cũng gì ạ? Mình cũng sẽ dễ dàng bước nhanh qua. Nhưng mà ví dụ giả sử người bán đó tốt mời thì mình có thể quay lại mình nhìn người bán đó và có thể gì ạ? Cái tỷ lệ mua hàng, đúng không ạ? Cái tỷ lệ mua hàng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là mình không nói gì. Thì cái vấn đề nó nằm ở tốt mời, đúng không ạ? Tốt mời thì sẽ nhiều người mua hàng. Vậy thì cái này nó cũng sẽ nằm ở trong cái nội dung là chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng, đúng không ạ? Tức là khách hàng đến với chúng ta rồi, hoặc là khách hàng gì ạ? Là bạn bè trong nick Facebook của chúng ta rồi. Và vấn đề là chúng ta sẽ phải nói chuyện nhiều với khách hàng. Nói chuyện nhiều với khách hàng. Một ngày các bạn nói chuyện được với bao nhiêu người? Các bạn đang bán hàng online đây, một ngày các bạn nói chuyện được với bao nhiêu người ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới. Một ngày các bạn nói chuyện được với bao nhiêu người? Tức là cả những bạn bè của mình này, rồi là cả gì ạ? Tất cả mọi người, mình tính xem tổng một ngày mình nói chuyện được khoảng bao nhiêu nick Facebook. Các bạn có hiểu điều này không ạ? Nó rất là quan trọng đấy. Nó rất là quan trọng. Một ngày bạn nói chuyện được với bao nhiêu người, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Để mình xem là cái mức độ của các bạn khi mà các bạn tiếp cận với khách hàng như thế nào. Thị Tiên bán bồng đậu lành à? Một ngày em bán hàng, một ngày em nói chuyện với bao nhiêu người? Các bạn một ngày nói chuyện với bao nhiêu người ạ? Có 5 người ạ, Vân Anh? 5 người. Thế còn những bạn khác thì sao ạ? Thị Tiên cũng chỉ 5 đến 7 người thôi à? Ít quá. Còn những bạn đang xem livestream ở đây, các bạn đang tiếp cận một ngày bao nhiêu người ạ? Năm bảy người là ít quá em nhá. Năm bảy người để bán được ra bao nhiêu đơn hàng? Nếu mà một ngày khó lắm, một ngày mà 2-3 đơn hàng mà khi nói chuyện 5-7 người là rất là khó. Các bạn là hãy chia sẻ cái livestream này về tường để mà nhận được cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng nhé, đúng không ạ? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn này. Chúng ta phải một ngày chúng ta phải dành thời gian để nói chuyện với khách hàng, đúng không ạ? Một ngày chúng ta phải gì ạ? Phải inbox cho khách hàng khoảng 100 người. Khoảng 100 người. Các bạn có biết tại sao ạ? Trong cái thuật toán Facebook, trong cái livestream Hải Ninh đã nói rất là rõ về cái vấn đề này. Khi bạn inbox cho gì ạ? Khoảng 100 người khách hàng mỗi ngày. Đúng không ạ? Đấy là bao gồm cả khách hàng mới, bao gồm cả khách hàng cũ để mình chăm sóc họ. Thì khi đó gì ạ? Thì Facebook nó sẽ cho cái bài đăng của mình gì ạ? Hiển thị với những người mà mình inbox. Các bạn hãy để ý nhá. Hãy để ý là khi mà chúng ta nói chuyện inbox cho khách hàng 100 người mỗi ngày thì họ sẽ dễ dàng nhìn thấy bài đăng của mình trên new feed của họ. Đấy, trên bản tin của họ. Trên bản tin của họ. Và khi đó thì cái cơ hội bán hàng của mình sẽ tốt hơn. Nhưng nếu một ngày bạn chỉ nói chuyện với 5 đến 7 người thì cơ hội bán hàng của bạn sẽ rất là thấp. Rất là thấp. Chào Nguyễn Ngọc nhé. Các bạn vào sau xem livestream này, các bạn hãy chia sẻ livestream để nhận cuốn ebook, được nhận cuốn ebook về tuyệt chiêu bán hàng. Được chưa ạ? Đấy, thế thì một ngày bạn có nói chuyện được với hàng trăm người không ạ?
phải nói chuyện với hàng trăm người, vì các bạn sẽ để ý nhá, bản thân các bạn sẽ tự trải nghiệm, bạn sẽ thấy này, bạn inbox vào cho nick Facebook nào để nói chuyện, thì sau đó bạn ra ngoài bạn xem gì ạ, bạn xem bản tin, bạn nhìn thấy gì ạ, bài đăng của họ xuất hiện trên gì ạ, trên đó. Các bạn có hiểu không ạ? Tức là gì ạ, Facebook thuật toán nó ưu tiên hiển thị dành cho gì ạ, dành cho những người mà bạn bè tương tác với nhau. Vậy thì bình thường chúng ta gì ạ, chúng ta muốn bán hàng tốt thì chúng ta phải bán hàng cho người lạ. Mà thông thường người lạ thì chúng ta có tự nhiên để tương tác với họ không? Đấy là một bài toán, đúng không ạ? Và rõ ràng điều này dẫn đến việc là chúng ta bán hàng chưa hiệu quả. Vì một ngày chúng ta nói chuyện với quá ít người, thế nên là cái cơ hội bài đăng của mình xuất hiện trên bảng tin của họ sẽ rất là thấp, đúng không ạ? Đây là mình đang phân tích một vấn đề về inbox. Còn chưa kể các yếu tố khác, ngay cả từ live stream hay là ngay cả từ gì ạ? Ngay cả từ cái việc là comment, bình luận bài viết của họ, đúng không ạ? Bình luận, like, thả tim vào bài viết của họ. Và về cơ bản thì Facebook bây giờ đánh giá cái phần tương tác là chủ yếu là bình luận và thả tim. Like thì nó gần như là cái tương tác rất là thấp, đúng không ạ? Rất là thấp. Và trong bảng gì ạ? Trong gọi là nấc thang tương tác, mình cũng đã phân tích trong một cái live stream nói rất là rõ là cái nấc thang tương tác, đúng không ạ? Cao nhất là live stream, sau đó đến gì ạ? Có bạn nào trong trong cái live stream này các bạn đã từng nghe cái video được Quả Ninh chưa ạ? Gọi là cái live stream về nước thang tương tác chưa? Thế thì các bạn phải biết rằng là chúng ta phải nói chuyện với khách hàng nhiều hơn thì cơ hội chúng ta mới bán được nhà hàng nhiều hơn, đúng không ạ? Nhưng mà một ngày chúng ta lại có quá ít thời gian để bán hàng. Các bạn có thấy thế không ạ? Những bạn là bà mẹ bỉm sữa thì lại càng ít thời gian để bán hàng, đúng không ạ? Các bạn đang xem live stream ở đây, các bạn có phải là những bà mẹ bỉm sữa không, đúng không ạ? Hay là các bạn đang là những người đi làm hàng chính, hay là các bạn là những người như thế nào, các bạn comment xuống phía dưới cho Hà Ninh được biết không ạ? Các bạn thấy rằng là việc mà mình bán hàng online trên Facebook, đúng không ạ, mặc dù là có rất nhiều cái thuận lợi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có gì ạ, có quá ít thời gian để mà chúng ta dành tập trung cho việc bán hàng online. Hầu hết là chúng ta sẽ tranh thủ để bán hàng online, đúng không ạ? Chúng ta bận gia đình, bận con cái, bận đi lại di chuyển, bận gì ạ? Thậm chí bận ngủ, đúng không ạ? Rồi thăm hỏi, giao lưu, vân vân. Tức là có rất là nhiều cái thời gian mà chúng ta bị chi phối dành cho các việc khác. Thế thì thời gian là hữu hạn của chúng ta, chỉ có 24 giờ một ngày, đúng không ạ? Vậy thì bạn còn lại rất ít thời gian để bán hàng online. Và thậm chí là bạn gì ạ? Bạn đang tranh thủ để bán hàng online. Thì những bạn đang xem vào live stream ở đây, có phải là các bạn đang rơi vào cái tình trạng như vậy không? Đúng không ạ? Thị Tiên, đấy là bạn làm công ty đúng không? Em đang làm công ty theo ca. Đấy, tức là chúng ta gần như là chúng ta bán hàng online để tranh thủ, đúng không ạ? Thế còn những bạn khác thì sao ạ? Và thậm chí là chúng ta không có cả thời gian để đăng bài bán hàng. Có những lúc chúng ta không có thời gian để đăng bài bán hàng. Và lại chúng ta lại càng không có thời gian để đi gì ạ? Đi like, đi comment dạo, đúng không ạ? Đi thả tim comment vào bài viết của bạn bè. Đúng rồi, thời gian để buôn bán bị cạn kiệt. Tức là chúng ta cũng càng không có thời gian để chăm sóc khách hàng. Mà cái yếu tố chăm sóc khách hàng rất là quan trọng để mà chúng ta phát triển được một hệ thống bền vững. Bởi vì khi mà chúng ta bán hàng rồi, đúng không ạ? Cái người mà chúng ta bán hàng cho xong rồi thì chúng ta còn phải chăm sóc họ nữa. Chúng ta hỏi thăm họ, chúng ta lại nói chuyện với họ, chúng ta lại gì ạ? Chúng ta lại trở nên thân thiết với họ hơn. Chúng ta chia sẻ với họ, chúng ta lại quan tâm với họ. Vì chính cái người bán hàng đó, họ sẽ giúp cho bạn có thêm 3, 4, 5 khách hàng họ nhiều hơn thế nữa. Bởi vì họ có thể giới thiệu cái sản phẩm đó cho người thân, người quen của họ, cho bạn bè của họ. Thế nhưng mà hầu hết chúng ta bán hàng cho khách hàng xong là chúng ta gì ạ? Bỏ rơi họ. Và cái việc chăm sóc khách hàng là rất là khó khăn, vì chúng ta đâu có nhiều thời gian để bán hàng, đúng không ạ? Và hầu như các bạn đều rất là mong muốn là có thể chăm sóc khách hàng, có thể gì ạ? Comment, like, thả tim bài viết của bạn bè, có thể có inbox được nhiều cho những cái khách hàng tiềm năng để mình hỏi xem họ đang vướng mắc ở đâu, họ đang cần hỗ trợ gì, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại không có thời gian làm những cái việc đó. Và chúng ta đang rất là vướng bận, đúng không ạ? Vướng bận rất là nhiều thứ.
Đấy, và thậm chí là kể cả những cái lúc đăng bài để bán hàng, chúng ta cũng cảm thấy là chúng ta không có thời gian để đăng bài. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn vào xem livestream này, các bạn hãy chia sẻ cái livestream này giúp Hải Ninh về tường và vào một hội nhóm để các bạn có cơ hội nhận được cái cuốn ebook tuyệt chiêu bán hàng. Chào Trúc Phượng. Đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ mong muốn điều gì? Các bạn sau khi mà đi chia sẻ các bạn như vậy thì các bạn mong muốn điều gì ạ? Các bạn có mong muốn rằng là các bạn có thời gian đăng bài không? Các bạn đang mong muốn điều gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn đang mong muốn điều gì? Chúng ta bán hàng online, chúng ta có mong muốn là gì ạ? Có nhiều thời gian không? Và hầu hết mọi người đều mong muốn có nhiều thời gian để giải quyết hết tất cả các công việc, để có thời gian đăng bài, để có thời gian để tư vấn khách hàng. Có phải không ạ? Nói chuyện với khách hàng và có thời gian gì ạ? Đi quan tâm tới khách hàng. Hầu hết là như vậy, đúng không ạ? Và cái quan trọng nhất là chúng ta muốn bán được hàng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ muốn bán được hàng thì chúng ta phải nói chuyện với nhiều khách hàng. Đúng không ạ? Nói chuyện với khách hàng bằng là cách là comment bài viết của khách hàng tiềm năng. Đúng không ạ? Mình phải quan tâm tới họ trước chứ. Đúng không ạ? Để cho họ thấy là mình là ai. Đúng không ạ? Tại sao lại comment vào bài viết của họ? Đúng không ạ? Mình có quen họ không hay là một người bạn cũ hay là ai, và bắt đầu họ sẽ vào Facebook của mình, họ xem mình là ai. Vậy các bạn một ngày các bạn đã dành thời gian để quan tâm đến khách hàng chưa? Những khách hàng tiềm năng chưa? Đúng không ạ? Chúng ta đã comment, chúng ta đã đi thả tin bài viết của bạn bè, những khách hàng tiềm năng nhiều chưa? Đúng không ạ? Chúng ta muốn bán được hàng thì các bạn nên nhớ là việc đầu tiên là chúng ta phải tiếp cận được khách hàng. Đúng không ạ? Tiếp cận được khách hàng bằng cách gì ạ? Bằng cách comment bài viết của họ, bằng cách like tại bài viết của họ, bằng cách thả tim bài viết của họ để gì ạ? Để đánh dấu cái sự xuất hiện của mình trên nick Facebook của họ. Và chính những cái việc đó, đúng không ạ? Thì kể cả bạn bè của họ cũng nhìn thấy mình, đúng không ạ? Cũng nhìn thấy mình comment bài viết của họ. Thì trong cái livestream này các bạn nên nhớ là Hải Linh chia sẻ cho các bạn cái cách là mỗi một ngày các bạn hãy cố gắng dành cái thời gian, đúng không ạ? Để gì ạ? Đi thả tim bài viết của mọi người, đặc biệt là khách hàng tiềm năng. Đi comment bài viết của khách hàng tiềm năng, và đặc biệt là những cái người khách hàng mà người ta vừa mới hỏi sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Họ quan tâm sản phẩm của chúng ta thì càng phải tích cực comment những cái bài đó, những cái nick Facebook đó, những cái khách hàng tiềm năng đó, để đánh dấu cái sự xuất hiện của mình trước những cái nick Facebook đó, để đánh dấu cái sự xuất hiện của mình đối với bạn bè của họ. Các bạn hiểu không ạ? Nó rất là quan trọng đó. Và các bạn nên nhớ rằng là gì ạ? Các bạn nên nhớ rằng là việc tạo ra những cái comment thu hút và ấn tượng nó rất là quan trọng, nó đánh dấu cái sự khác biệt của bạn. Các bạn đang xem livestream này, các bạn có muốn biết những cái tuyệt chiêu này không? Hãy comment xuống phía dưới. Các bạn có muốn biết những cái tuyệt chiêu này không? Hãy comment xuống phía dưới nhé. Để mình xem mức độ quan tâm của bạn như thế nào. Các bạn vào sau chia sẻ livestream này để nhận ebook, cuốn ebook về tuyệt chiêu bán hàng online. Cảm ơn Vân Anh. Các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn phải tạo ra gì ạ? Những nội dung comment hấp dẫn trên bài đăng của khách hàng, để mình tạo ra ấn tượng đối với khách hàng. Để sự xuất hiện của mình gì ạ? Sự xuất hiện của mình trên nick Facebook của khách hàng là gì ạ? Là một cái gọi mở, một cái gọi nhớ. Họ sẽ nhớ là à, mình đã nói chuyện với bạn này. Rồi là họ sẽ nhớ rằng là gì ạ? Là bạn đang bán cái sản phẩm gì. Đấy là rất là quan trọng, đúng không ạ? Rất là quan trọng. Vậy một ngày chúng ta phải làm, phải tiếp cận khách hàng bằng cách gì ạ? Cách thứ nhất mà vừa rồi mình chia sẻ với các bạn đó là đi ạ, đi thả tim bài viết của bạn bè, đúng không ạ? Và nếu mà comment được bài viết của bạn bè thì càng tốt, để đánh dấu cái sự xuất hiện của mình đối với những khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Đối với khách hàng tiềm năng.
Và các bạn nên nhớ rằng là cái Facebook của các bạn phải lọc những người không tương tác đi. Lọc những người không tương tác bằng phần mềm Inbox MB có sẵn rồi. Các bạn phải lọc những người không tương tác đi. Bởi vì những người không tương tác mà các bạn có để lại, các bạn lại càng không bán được hàng. Vì họ không quan tâm đến sản phẩm của bạn. Đúng không ạ? Có thể là nick Facebook ảo, có thể là những cái nick Facebook đã lâu lắm không dùng đến Facebook đó rồi. Thì chúng ta phải lọc đi. Vì cái tỷ lệ xuất hiện bài đăng của bạn nó sẽ ảnh hưởng khi mà những cái người đó không tương tác bài đăng của mình. Thì mình có để lại thì bài đăng của mình khi đăng lên, đúng không ạ? Facebook nó cho hiển thị, cho hiển thị mà những cái người không tương tác đó họ không có một cái gì ạ, không có một cái tương tác nào, thì bài đăng của bạn nó sẽ bị giảm hiển thị đi. Nó sẽ bị giảm hiển thị đi, đúng không ạ? Thì các bạn nên nhớ rằng là chúng ta tiếp cận khách hàng bằng cách thứ hai nữa. Các bạn có biết cách thứ hai là gì không ạ? Cách thứ hai chính là cái phần mà mình đã nói với các bạn rồi. Đó chính là gì ạ? Chúng ta phải nhắn tin với khách hàng. Mỗi một ngày nên tối thiểu nhắn tin với hàng trăm khách hàng. Để cái cơ hội mà chúng ta bán được hàng nó sẽ cao hơn. Chúng ta phải gì? Nói chuyện với khách hàng. Chứ không phải là không nói chuyện đâu ạ. Không nói chuyện thì làm sao mà họ mà có được đơn hàng. Vì các bạn biết rằng là cái thị trường cạnh tranh nó ngày càng tăng lên. Và bạn nếu không có nói chuyện với khách hàng thì họ có thể dễ dàng gì ạ? Họ có thể dễ dàng mua ở người bán khác. Và cái sự gì ạ? Cái sự quyết định mua hàng khi mà có, chúng ta có mối quan hệ gì ạ? Mối quan hệ thân thiết với nhau hơn. Đấy. Thế thì mình phải thường xuyên nói chuyện với khách hàng. Facebook của bạn, các bạn nên nhớ rằng lượng bạn bè của bạn, các bạn phải kết bạn với những khách hàng tiềm năng vào. Đúng không ạ? Thị Tiên bán sản phẩm gì nhỉ? Hiền Yêu bán sản phẩm gì? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Hãy comment xuống phía dưới đi ạ. Thị Tiên bán mầm đậu lành à? Thế còn Hiền bán sản phẩm gì nhỉ? Hãy comment lại nhé. Mầm đậu lành. Vậy thì sản phẩm những người muốn mua mầm đậu lành là đâu ạ? Chúng ta xác định được những cái khách hàng tiềm năng đó ở trong cái nhóm nào. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào và chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ quét những khách hàng tiềm năng đó để mà kết bạn với họ về nick Facebook của mình. Về nick Facebook của mình. Đấy. Các bạn có biết tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở đâu không? Các bạn có muốn biết tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở đâu ạ? Các bạn hãy cứ theo dõi nick Facebook của Hải Ninh. Bởi vì trong những cái live stream Hải Ninh chia sẻ sẽ có gì ạ? Có rất nhiều những cái nội dung kiến thức rất là quan trọng. Và các bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều giá trị từ cái live stream đó. Các bạn nên nhớ rằng là cái nguồn khách hàng tiềm năng của mình phải xác định được xem họ nằm ở đâu. Được ạ? Nằm ở đâu? Thì Tiên, em có xác định được cái khách hàng tiềm năng của em đang nằm ở đâu không? Đúng không ạ? Họ sống ở đâu? Họ độ tuổi là bao nhiêu? Đúng không ạ? Rồi giới tính là như thế nào? Đấy, giới tính như nào? Mẹ sau sinh à? Bây giờ chị gợi ý một cái nho nhỏ như này cho em để em thấy nhá. Các bạn xem live trên này các bạn tương tác đi, bởi vì đó là quyền lợi của các bạn. Vì khi các bạn tương tác, các bạn trả lời câu hỏi thì mình sẽ gợi ý cho các bạn cái cách để các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Đấy, thế các bạn phải chịu khó nghe live stream và tương tác nhiều lên. Đúng không ạ? Mẹ sau sinh thì em có thể tìm kiếm các cái từ khóa. Ví dụ cách ăn dặm cho bé. Ví dụ như vậy, nó có liên quan không ạ? Tức là nó sẽ có liên quan với nhau bởi vì những cái mẹ sau sinh đều rất là quan tâm đến con. Vậy thì những cái từ khóa như đó sẽ gì ạ? Sẽ dẫn đến cho chúng ta có những cái bài viết rất là chất lượng. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm ra bài viết chất lượng nhất. Chúng ta có thể quét toàn bộ những ai mà comment vào bài viết đó. Để gì ạ? Để mình thấy rằng những người mà comment vào bài viết đó là những người quan tâm đến gì ạ? Quan tâm đến cái việc là chăm sóc con, đúng không ạ? Và đó lại toàn là những mẹ bỉm sữa. Và khi mình quét như vậy, khách hàng của mình nó rất là tập trung vào tiềm năng. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Vấn đề là ở chỗ đấy. Đấy là một ví dụ rất là nhỏ thôi. Còn rất là nhiều cách để mà chúng ta có được khách hàng tiềm năng. Và bạn nào cần hỗ trợ thì hãy inbox thêm cho Hải Ninh để Hải Ninh hỗ trợ. Được chưa? Đấy, và cái quan trọng nhất là nếu mà chúng ta quét được những cái tút bài đăng hoặc là những cái nội dung tút mà có thể chúng ta tự đăng. Đấy, mà chúng ta hút được cái khách hàng tiềm năng vào chỗ đó thì nó càng tốt. Thì các bạn phải quét những khách hàng tiềm năng đó, test bạn với họ. Lọc bỏ bạn bè không tương tác đi. Cái này thì có trong phần mềm Inbox MB rồi.
thì các bạn có thể quan tâm các bạn inbox cho Hải Linh để Hải Linh có thể chia sẻ rõ hơn, đúng không ạ? Phần mềm inbox FB nó sẽ lọc những bạn bè không tương tác đấy, và chúng ta sẽ kết bạn những bạn bè tiềm năng này. Và cái quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất là ở tất cả những cái nội dung khác, riêng trong phần mềm nó ưu việt nhất là nó có lưu thành từng file, thì tệp. Và khi các bạn gì ạ? Các bạn có thể nhắn tin cho cái tệp đó bất cứ lúc nào mà mình thích, đúng không ạ? Chứ còn bình thường nếu bạn làm thủ công thì bạn lại phải đi tìm từng nick để bạn nhắn tin, đúng không? Còn ví dụ nó có sẵn tệp rồi, bạn có thể lưu 50 cái nick Facebook trên một cái tệp đó, thì bạn chỉ cần vào tệp đó bạn nhắn tin lại, đúng không ạ? Bạn nhắn một lần, lần sau, đúng không ạ? 2-3 ngày bạn lại nhắn lần tiếp theo, bạn chỉ soạn một nội dung tin nhắn và bạn có thể nhắn cho 50 khách hàng trong cái tệp đó, đúng không ạ? Lần thứ 3, cách vài ngày nữa bạn lại nhắn tin, chỉ cần soạn một nội dung lại gửi lên 50 người. Như vậy nó tiện hơn rất là nhiều so với việc bạn tìm từng link để nói chuyện với khách hàng, có đúng không ạ? Vì các bạn nên nhớ rằng là khách hàng người ta không thể nào nói chuyện một lần mà người ta mua sản phẩm của bạn ngay đâu. Mà người ta gì ạ? Người ta sẽ phải cảm thấy yên tâm về bạn, người ta phải nói chuyện với bạn nhiều rồi, người ta cảm thấy là tin tưởng bạn, người ta mới mua sản phẩm cho bạn. Phải không? Phải không mọi người? Đấy, thế thì các bạn nhớ nhá. Đấy, đấy là một cái gợi ý nho nhỏ, gợi ý nho nhỏ trong cái phần mà các bạn để có được khách hàng tiềm năng. Thì cái việc mà các bạn tiếp cận được khách hàng tiềm năng rồi, và cái vấn đề thứ hai là các bạn phải nói chuyện với khách hàng thường xuyên, nó rất là quan trọng. Cái mức độ mà bạn nói chuyện càng nhiều thì cái cơ hội bạn bán được hàng càng lớn. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn bán được hàng càng lớn. Hai cái nhân tố đó rất là quan trọng. Chào Nguyễn Phượng nhé. Các bạn vào xem cái live stream này, các bạn hãy chia sẻ cái live stream này về tường nhé. Gắn thẻ bạn bè để nhận ebook, nhận ebook tuyệt chiêu bán hàng. Và mình sẽ gửi cái ebook này cho các bạn sau khi phát xong cái live stream này, đúng không ạ? Các bạn có quan tâm những nội dung Hải Linh chia sẻ không? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn quan tâm đến cái nội dung các bạn hãy chia sẻ, mình chia sẻ, các bạn hãy comment xuống phía dưới. Và các bạn nên nhớ này, chúng ta có thể hút khách hàng bằng cách live stream, đúng không ạ? Bằng cách live stream. Live stream là một gì ạ? Là một có thể nói là một cái nội dung mà đang được Facebook ưu tiên. Vậy thì một ngày chúng ta live stream được mấy lần? Các bạn hiểu không ạ? Một ngày chúng ta live stream được mấy lần? Nếu nhá, các bạn có thể thu hút khách hàng một cách hiệu quả và tối đa thông qua những cái live stream, nhưng mà phát về video chủ đề, video chủ đề về những cái nội dung hấp dẫn cái khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Ví dụ Thị Tiên nhá, chị nói đơn giản là nếu mà em bán mầm đậu nành mà ngày nào em live stream cũng chỉ quảng cáo về sản phẩm mầm đậu nành, chắc chắn là em bán hàng không hiệu quả, và cái Facebook đó em cũng không thể hút được nhiều khách hàng tiềm năng, đấy chưa ạ? Vấn đề nằm ở chỗ là những người mà bà mẹ sau sinh đó đều rất là quan tâm đến gì ạ? Đến con của mình. Thì em phát những cái video live stream liên quan đến gì ạ? Ví dụ những cái video mà cách chăm con, đúng không ạ? Ví dụ cách tắm cho bé này, tức là những người mà sau khi sinh ấy. Vì sản phẩm mầm đậu nành rất tốt cho mẹ sau sinh, đúng không? Thì ví dụ như là em phát những cái video là cách tắm cho bé này, rồi là cách chăm sóc da của bé này, rồi là cách trị hăm này, tức là chúng ta cũng phát những cái live stream, những cái video như vậy. Thì chắc chắn là những người là bà mẹ bỉm sữa sẽ có xu thế like cái video đó, hoặc thậm chí là họ sẽ có xu thế nhỉ, share cái video đó về tường. Đấy, thì rất nhiều người là ngại nói chuyện với khách hàng tiềm năng. Thế nên là mình tiếp cận khách hàng chưa cao, nhưng mà có cách để mà mình tiếp cận khách hàng bằng một phương thức khác, đó là mình cũng vẫn live stream nhưng mà mình sẽ phát từ những cái video có sẵn. Các bạn phải biết là sản phẩm của bạn đang là gì để mà mình phát thì nó mới hiệu quả, chứ không phải chúng ta cứ phát tùm lum đâu nhé. Với cái sản phẩm mầm đậu lành thì mình khuyên các bạn là lên phát, ví dụ các bạn xác định rằng là khách hàng của bạn là mẹ sau sinh, đúng không ạ? Tức là mẹ bỉm sữa sau khi sinh. Thì với những đối tượng khách hàng này, các bạn hãy phát những video liên quan đến gì ạ? Cách chăm sóc con, đúng không ạ? Cách chăm sóc con. Thì khi mà các bạn phát những cái live stream như thế sẽ thu hút toàn những khách hàng tiềm năng là những mẹ bỉm sữa sau sinh. Họ rất là quan tâm những chủ đề đó. Họ share cái live stream này, họ like cái live stream đó. Và bạn có thể dùng inbox FB, bạn quét toàn bộ những khách hàng này về để gì ạ? Để mình nhắn tin với khách hàng tiềm năng đó.
Nếu mà mình không nói chuyện được với mọi người trực tiếp được thì mình có thể dùng cái phần mềm Live FB để mình phát cái video. Thị Tiên nhá, để mình phát cái video. Và những cái video đó nó sẽ hút những khách hàng tiềm năng với nick book của mình. Đấy. Tức là chúng ta sẽ trở thành một người để chia sẻ, thì những khách hàng tiềm năng đó họ sẽ dễ tiếp cận với mình. Còn các bạn cứ lúc nào cũng hô hào bán hàng thì khách hàng người ta sẽ gì ạ? Người ta sẽ phòng ngự, người ta sẽ phòng ngự, thì việc bạn bán hàng nó sẽ không đạt hiệu quả cao. Đấy. Được chưa? Thế sau khi mà các bạn phát những cái livestream đó bằng các cái công cụ, ví dụ như là bạn phát livestream bằng Live xong, những người ta theo dõi sẽ tăng lên. Đấy, đúng rồi. Cách chăm sóc cho con, cách mặc đẹp cho con, những cái chủ đề đó những mẹ sau sinh đều rất là quan tâm, đúng không ạ? Vì lúc đó họ đang nghỉ thai sản, ví dụ như là đặc biệt là 6 tháng nghỉ thai sản, họ thì càng có nhiều thời gian để mà lên mạng để xem, để tìm hiểu những cái cách đó. Đấy, thế thì bạn tiếp cận với khách hàng như vậy thì nó sẽ dễ dàng chiếm được cái gọi là cái tình cảm của khách hàng nhiều hơn. Đấy, thì nó rất là quan trọng. Thì mình sẽ thu hút được toàn bộ những cái người là mẹ bỉm sữa vào trong cái nick Facebook của mình, thì mình bán hàng nó sẽ chất lượng, đúng không ạ? Chứ còn nếu mà mấy ông thanh niên thì họ cũng quan tâm đâu, đúng không ạ? Hoặc là mấy người già, hay là mấy cái đứa trẻ con quá, ví dụ học cấp 2, thì làm sao mà mình bán được cho họ? Thế là mình phải lọc những người không tương tác đi. Đấy, và mình thu hút khách hàng tiềm năng vào. Sau khi mà mình phát này em đi xong nhá, có những cái người share đấy chính là khách hàng tiềm năng của mình lưu họ thành tẹp. Những cái người like cái con, những cái người like những thích những cái livestream đó là họ là khách hàng tiềm năng, thì mình cũng lưu lại thành tẹp để mình nói chuyện với họ, mình nhắn tin cho họ, đúng không ạ? Các bạn phải chịu khó nói chuyện với khách hàng thì mới có được kết quả tốt. Chứ một ngày mà mình không nói chuyện với nhiều khách hàng thì rất là khó để bán được nhiều hàng. Đấy, thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Các bạn nên nhớ nữa là cái tần suất đăng bài nhé. Tần suất đăng bài, các bạn một ngày các bạn phải đăng 10-12 bài. Các bạn nên nhớ nhé, một ngày đăng từ 10-12 bài. Vì các bạn có biết tại sao ạ? Các bạn có biết tại sao lại một ngày đăng từ 10-12 bài không? Có rất nhiều bạn lại chia sẻ rằng là em đăng nhiều như vậy thì bạn bè của em họ nhìn thấy họ sẽ chán. Nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ là gì ạ? Là bạn đăng 10-12 bài thì bạn bè của bạn có người họ chỉ nhìn 1-2 bài thôi. Trừ khi là họ theo dõi nick Facebook của bạn, nó hiển thị trong phần thông báo. Còn không thì cái số lượng người tiếp cận với bài đăng của bạn nó sẽ gì ạ? Nó cũng sẽ rất là ít. Đấy, nó sẽ rất là ít. Thế thì chúng ta phải đăng lượng bài như vậy và đăng theo đúng công thức. Công thức nhá. Công thức 3 cộng 1 là một công thức rất là quan trọng trong bán hàng. Đấy. Thế thì ngày hôm nay mình chia sẻ các bạn cái công thức tổng quát, đó là công thức 80-20. 80% là chúng ta sẽ nói về gì ạ? Chia sẻ về những cái vấn đề hữu ích xoay quanh cái sản phẩm chúng ta đang cung cấp, gần gũi với sản phẩm chúng ta đang cung cấp. Còn 20% là chúng ta lại đăng bài bán hàng thôi. Thì khi mà khách hàng người ta vào cái Facebook của bạn, người ta sẽ nhận được nhiều cái giá trị hữu ích thì người ta sẽ ở lại với nick Facebook của bạn. Các bạn hiểu không ạ? Chứ còn nếu không thì họ sẽ gì ạ? Họ sẽ không ở lại nick Facebook của chúng ta đâu. Họ sẽ tìm một người khác có nhiều cái giá trị hơn để mà gì ạ? Họ ở lại. Thế thì các bạn nhớ rằng bán hàng là cả một nghệ thuật. Các bạn đang xem livestream ở đây, các bạn muốn Hải Linh chia sẻ không ạ? Cảm ơn Thị Tiên. Các bạn phải học nhiều lên, các bạn phải học hỏi nhiều vào thì các bạn sẽ có kiến thức để mà bán hàng tốt hơn. Nếu mà không có kiến thức, không có công cụ và không có kỹ năng thì bạn không thể nào bán hàng thành công được. Biết ơn cho chị ít nước. Các bạn hiểu không ạ? Nó rất là quan trọng ở cái điểm đó. Chứ chúng ta cứ đăng bài bán hàng không thì càng không bán được hàng đâu, bởi vì mình đã giải thích rồi, nó là do những cái thuật toán ở Facebook nữa. Chẳng có ai muốn mất tiền mua hàng cả. Người ta sẽ mua hàng khi người ta yêu quý bạn, người ta tin tưởng bạn, và người ta coi bạn như là một gì ạ? Như là một người gọi là một người có thể chia sẻ và người ta tin tưởng vào bạn. Đúng ạ? Đấy. Thế thì các bạn nên nhớ rằng là việc bán hàng online trên Facebook là một nghệ thuật, và chúng ta phải là gì ạ? Chúng ta phải thu hút được khách hàng bằng cách là gì ạ? Tạo ra một cái mối quan hệ với khách hàng. Thị Tiên thì chắc một ngày không thể nào mà
mà có thể đăng bài được nhiều đúng không? Một ngày em đi làm như vậy thì em chắc chắn sẽ không đăng bài được nhiều. Vậy thì em sẽ cần hỗ trợ thêm một cái, có thể có hỗ trợ thêm bởi cái phần mềm đăng bài tự động đấy, phần mềm TopMB. Phần mềm TopMB, khi mà em sử dụng cái phần mềm đăng bài tự động này, nó sẽ hỗ trợ cho em là em chỉ cần cài nội dung vào và cài thời gian vào thì đến giờ nó sẽ tự động đăng bài. Những bạn nào mà đang vừa đi làm vừa muốn kiếm tiền, kiếm thêm tiền trên Facebook bằng cách bán hàng online mà bạn không có thời gian đăng bài thì cần ngay cái giải pháp đó là gì ạ? Phần mềm TopMB để đăng bài tự động, nó rất là quan trọng đúng không ạ? Các bạn nên nhớ rằng nếu các bạn không đăng bài nhé, và cái lượng bài đăng của bạn không thường xuyên ấy, Facebook nó sẽ cho giảm hiển thị. Các bạn hiểu không ạ? Tức là cái tần suất bài đăng của bạn nó không có, và khách hàng, người dùng Facebook người ta không có cái gì để đọc cả, thì Facebook của bạn nó dần dần bị xa rời khách hàng tiềm năng. Vậy thì bạn phải có gì ạ? Phải đăng bài thường xuyên và đăng bài theo đúng công thức. Đúng công thức thì bạn sẽ bán hàng hiệu quả, đúng không ạ? Trong cái công thức 3 cộng 1 là cái công thức mà gì ạ? Nói rõ giờ nào đăng nội dung gì. Đấy. Và giờ nào thì đăng là ca là tập trung để đăng một sản phẩm. Thì nó rất là rõ về cái phần này. Đấy thì các bạn phải sử dụng phần mềm để mà hỗ trợ chứ, nếu mà mình không có thời gian. Các bạn rất nhiều bạn lại gì ạ? Chi tiêu nó không gì ạ? Nó không hiệu quả. Có thể các bạn bỏ sẵn sàng bỏ ra mua một cái áo đúng không ạ, vài trăm nghìn, nhưng các bạn lại tiếc vài trăm nghìn để đầu tư một cái phần mềm để hỗ trợ bán hàng. Các bạn có thấy sai lầm không ạ? Trong cái đó phần mềm hỗ trợ bán hàng thì bao giờ nó cũng sẽ có cái hiệu quả, và quan trọng là các bạn sẽ phải khai thác được cái hiệu quả đó, chứ chúng ta cứ toàn tiếc tiền đúng không ạ, không đầu tư ra cái giải pháp bán hàng hiệu quả thì chúng ta làm sao bán hàng tốt được đúng không ạ? Trong đó thì các bạn thấy rằng là có thể dễ dàng chi ra một gì ạ? Mua một cái áo hay là một cái quần và trị giá của nó vài trăm nghìn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng là chúng ta chi ra gì ạ? Chúng ta biết chi những cái khoản chi đầu tư thì chúng ta sẽ gì ạ? Có thêm doanh thu và lợi nhuận. Doanh thu và lợi nhuận. Các bạn nên nhớ nhá, chúng ta sẽ có thêm doanh thu và lợi nhuận. Muốn bài đăng hiển thị lên trên bảng tin của bạn bè thì các bạn phải gì ạ? Phải đi thả tim và đi comment bài viết của họ để cơ hội xuất hiện trên tường của họ là cao. Cái thứ hai là bạn phải gì ạ? Phải nhắn tin hàng trăm khách hàng mỗi ngày để gì ạ? Cái thương hiệu của bạn, cái gương mặt avatar của bạn để cho họ nhớ là bạn là ai, bạn đang bán sản phẩm gì, và cái mối quan hệ đó trở nên thân thiết và gần gũi hơn, nó sẽ giúp cho bạn bán được nhiều hàng hơn. Đấy. Và bạn phải đăng bài thường xuyên đúng không ạ? Đăng bài thường xuyên. Nếu bạn không có nhiều thời gian hoặc bạn không thể nào nhắn tin hàng trăm người mỗi ngày, bạn có thể sử dụng inbox MB để hỗ trợ đúng không ạ? Bạn đăng bài thường xuyên để mà gì ạ? Để giữ tương tác với khách hàng, để mà mình có bài đăng chất lượng giá trị, thì bạn phải làm được cái việc đó. Nếu không làm được thì bạn có thể nhờ TopMB, phần mềm đăng bài tự động hỗ trợ cho bạn đúng không ạ? Và ngay cả cái việc mà bạn không có thời gian để đi thả tim dạo hay là comment dạo thì bạn cũng có thể nhờ phần mềm AutoMB để hỗ trợ. Các bạn hiểu ạ? Nó rất là quan trọng. Nhưng mà các bạn, nhiều khi các bạn lại tiếc cái phần chi phí mà không đầu tư thì nó sẽ không hiệu quả được. Phải nói chuyện với khách hàng nhiều hơn, đúng không ạ? Phải xuất hiện trước mặt khách hàng nhiều hơn thì cơ hội bán hàng của bạn sẽ tốt hơn. Và chưa kể những khách hàng mà họ đã mua sản phẩm của bạn rồi thì bạn phải chăm sóc họ, đúng không ạ? Cho họ vào một group và quét toàn bộ những khách hàng trong cái group này để nhắn tin hỏi thăm họ mỗi ngày hoặc là thường xuyên, ví dụ vài ngày chúng ta lại hỏi thăm họ một lần xem họ sử dụng sản phẩm đó như thế nào, đúng không ạ? Cái kết quả đạt được đang là đến đâu, và cái trải nghiệm của họ như thế nào, để mình còn có feedback mình đăng chứ, đúng không ạ? Nó tốt hay là nó như thế nào đó để mình hỗ trợ kịp thời. Thì những cái người mà bạn chăm sóc khách hàng đó, họ sẽ còn gì ạ? Họ sẽ còn ở lại với bạn, họ mua tiếp sản phẩm cho bạn, và cái cơ hội mua tiếp nó thì nó cái giá trị nó tăng rất là nhiều so với việc bạn cứ mải mê bạn tìm khách hàng mới. Vì việc chốt đơn của khách hàng mới nó rất là khó, các bạn hiểu ạ? Vì họ chưa tin mình, trong khi những người mà đã mua hàng của mình rồi
đúng không ạ? Họ tin mình rồi, họ đã mua hàng của mình rồi, mà mình có thêm cơ hội, đúng không ạ, bán được hàng tiếp theo cho người đó, hoặc là người đó giới thiệu bạn bè, người thân để mua sản phẩm tiếp cho mình, thì bạn thấy là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì chúng ta phải chăm sóc họ chứ. Nếu một ngày mà chúng ta không chăm sóc họ, đúng không ạ, thì các bạn thấy rằng là các bạn sẽ bị cạn khách hàng, và cái hệ thống mà các bạn xây dựng lên nó sẽ không bền vững. Các bạn hiểu không ạ? Đấy. Để chúng ta chăm sóc tốt khách hàng thì chắc chắn là các bạn phải dùng phần mềm. Chứ còn bây giờ bạn tìm từng cái nick Facebook một, sau đó bạn lại nhắn tin cho từng cái nick Facebook một, rất mất thời gian. Có đúng không ạ? Rất mất thời gian. Thế nên là trong cái livestream này mình muốn chia sẻ với các bạn để là chúng ta làm việc một cách có hiệu quả. Làm việc một cách có hiệu quả thông qua cái phần mềm hỗ trợ cho các bạn. Xin chào Thuận Nguyễn. Thuận Nguyễn vào xem livestream này thì có vướng mắc gì các bạn hãy comment xuống phía dưới nhá, để mình hỗ trợ giải đáp cho các bạn. Đó, những cái phần mềm nó rất là hiệu quả để hỗ trợ mình bán hàng, đúng không? Bạn không có thời gian livestream thì dùng live FB, đúng không ạ? Để hút khách hàng tiềm năng về Facebook của mình. Các bạn nên nhớ là phát video mình cũng phải có nghệ thuật. Mình phát cái video nào để hút được khách hàng tiềm năng thì mới là hiệu quả. Đấy, hoặc thậm chí những lúc mà Facebook của mình kém thì tương tác nhá. Bạn có thể dùng livestream, dùng live FB để phát những cái live stream để tăng tương tác lên, đúng không ạ? Thậm chí là ngay sau khi phát live stream bạn có thể gì ạ? Có thể 3-4.000 lượt xem là chuyện bình thường nếu mà các bạn chọn được những cái video đang hot để mà kéo nhanh tương tác về tường. Đấy, kéo nhanh tương tác về tường. Và nếu mà không gì ạ, mà không kịp, không có thời gian để đăng bài thì các bạn sử dụng TopBaby để đăng bài. Nó tự động đăng bài, các bạn đến giờ đăng bài, bạn chỉ được cài nội dung thôi, chèn hình ảnh vào thôi và nó tự động đăng bài các bạn. Nó rất là tốt dành cho những bạn quá bận rộn, quá bận rộn về thời gian, đúng không ạ? Phần mềm InboxBaby nó sẽ hỗ trợ cho bạn để gì ạ? Quét khách hàng tiềm năng, lưu họ vào thành tệp, mình gì ạ? Chăm sóc họ mỗi ngày, mình lọc những người không tương tác đi, đúng không ạ? Mình kết những bạn bè mới, mình nhắn tin cho họ thường xuyên để mình gia tăng được lượng khách hàng tin tưởng. Và phần mềm AutoMP là gì ạ? Tự động comment và thả tin vào bài viết của bạn bè. Đấy, thế chúng ta có 4 phần mềm để hỗ trợ rồi. Các bạn chỉ việc gì ạ? Đầu tư vào để mà gì? Để mà có hiệu quả. Chúng ta có thể là chưa có nhiều tiền đầu tư 4 công cụ một lúc, thì chúng ta có thể đầu tư 1 công cụ thôi. Chúng ta chi bỏ ra chi phí đầu tư, nó luôn luôn mang lại hiệu quả tốt. Vấn đề là cái cách các bạn khai thác như thế nào. Có nhiều bạn, đúng không ạ? Có những bạn thì mua phần mềm xong để đó không dùng thì làm sao có hiệu quả. Hoặc có những bạn mua phần mềm về rồi làm không theo đúng hướng dẫn. Đấy, không biết là quen khách hàng ở đâu, chỉ hướng dẫn mà lại không làm thì làm sao có hiệu quả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là các bạn phải biết khai thác nó. Khai thác nó là một điểm rất là quan trọng. Có phần mềm mà không biết khai thác nó cũng không hiệu quả đâu nhá các bạn nhá. Mà có phần mềm rồi mà lười không dùng, không làm đúng hướng dẫn thì cũng không có hiệu quả đâu. Các bạn nên nhớ này, mình nhắc lại hai cái nguyên lý cơ bản. Các bạn muốn bán được nhiều hàng thì các bạn phải tiếp cận được nhiều khách hàng. Cái thứ hai là bạn phải nói chuyện với khách hàng thường xuyên. Hai yếu tố đấy là cơ bản nhưng rất quan trọng. Các bạn nhớ nhá, rất quan trọng. Thế thì trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn, mình chia sẻ cho các bạn, đúng không ạ, cái cách thức để mà các bạn có được khách hàng. Và những bạn nào xem cái livestream này là các bạn đều được Hải Ninh chia sẻ rõ hơn về chính cái sản phẩm của các bạn, đúng không? Đấy, và mình cũng mở ra cho bạn gì ạ? Những cái gọi là những cái phần mềm để hỗ trợ các bạn bán hàng hiệu quả. Và việc của các bạn là các bạn đầu tư những cái chi phí để ra được cái hiệu quả với doanh thu và lợi nhuận thì các bạn sẽ bán được hàng tốt hơn. Đấy, các bạn nên nhớ nguyên lý bán được nhiều hàng thì bản thân các bạn phải tiếp cận được nhiều khách hàng. Và tiếp cận được khách hàng rồi thì bạn phải nói chuyện với họ. Và càng nói chuyện nhiều thì đơn hàng của bạn nó sẽ ra tỷ lệ tương ứng như vậy. Chứ không thể nào mình nói chuyện 5-7 người một ngày mà nó ra được 10 đơn một ngày được. Không có gì là tự dưng mà có. Các bạn thấy ạ? Mà không phải là các bạn cứ nhìn vào người khác bán hàng mà cứ thấy người ta nhiều đơn hàng, không phải tự dưng mà có. Người ta có những cái công cụ hỗ trợ phía sau hết cả. Đấy. Và vấn đề nằm ở chỗ là bạn, đúng không ạ?
có khai thác được như họ hay không thôi. Chào Mai. Thì những bạn nào xem cái livestream này xong, các bạn có cần Hải Linh hỗ trợ thêm hoặc là có muốn hỏi thêm rõ hơn về phần mềm thì các bạn inbox cho Hải Linh nhé. Các bạn có cái câu hỏi vướng mắc gì hay là cần giải đáp gì trong ngay cái livestream này thì bạn hãy comment ngay xuống phía dưới đi ạ. Hãy comment ngay xuống phía dưới. Hãy comment ngay xuống bên dưới để mình hỗ trợ các bạn. Còn nếu không thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây nhé. Chào Mai. Chị livestream xong rồi mà. Các bạn nhớ là chia sẻ cái livestream này về tường và chia sẻ vào hội nhóm để mà nhận tài liệu ebook từ chưa bán hàng nhé. Ngay sau khi kết thúc cái livestream này, mình sẽ quét toàn bộ những ai share cái bài livestream này. Sau đó sẽ có một cái danh sách và mình chỉ cần nhắn tin vào danh sách đó thôi. Đấy là phần mềm ebook baby hỗ trợ mình, nó rất là hiệu quả. Đặc biệt là những bạn nào nhé, đặc biệt những bạn nào mà nếu mà các bạn mà hay livestream hoặc là các bạn có thể là xem những livestream của những bạn bè của mình hoặc là của chính đối thủ cạnh tranh mà mình thấy là họ là phát cái livestream mà có nhiều người comment và có nhiều người like thì bạn cũng hoàn toàn có thể có được cái danh sách khách hàng đó. Nếu không có ai có câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc livestream đây nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái livestream này và cảm ơn tất cả những bạn đã theo dõi nick Facebook của Hải Ninh. Và mỗi một cái livestream Hải Ninh sẽ chia sẻ các bạn thêm nhiều cái kiến thức giá trị để hỗ trợ cho các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Và mọi những cái khó khăn hay vướng mắc gì trong quá trình kinh doanh online, các bạn hãy cứ inbox cho Hải Ninh. Mình sẽ hỗ trợ, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn tối đa để các bạn bán hàng hiệu quả hơn. Xin cảm ơn các bạn.